lắng nghe tiếp. Chào, xin chào chú Lạc Nguyên Sông, xin chào tất cả khán giả trên trường quay. Và chào bác Quý, học sinh viên năm 2 của Bộ Nguyên Lệnh của chúng tôi. Toán Olim. Toán bọn đi Olimpia đây. À đây à? Tiên đồ hành giáo bạn cười xinh quá. Người thứ hai cũng chọn C bóng cầu dục và người thứ ba. Hôm nay ở trường quay toàn những người thật thà cả. Thật thà. Mình xin được sự giúp cho Liên đấy là phương án C là bóng cầu dục. Đúng rồi, C rồi, đúng rồi Liên ơi. Câu trả lời cuối cùng là C bóng cầu dục. Và chúng tôi đưa ra mười trả lời như vậy. C, chúng tôi mời. 6 triệu rồi. Chúng tôi xin chúc mừng tổ chức. Thì quái nào bạn đã về 2 triệu nhỉ? Câu này chắc câu tiếp theo. Câu này mình học rồi ở trường. Sambot thì cái từ Sambot là của Campuchia. Lào không phải Sambot. Không biết nhưng mà chắc câu này là thôi đổi lượng rồi. Câu đứa tưởng Campuchia. Đứa tưởng như vậy. Sau khi đã bài Lào. Của 2 phương án và bạn tôi vẫn. Và chúng ta sẽ xem câu trả lời ở đây. Đứa tưởng. À, 10 triệu đây. Để lên mức 22 triệu như phải lên 22 mới chắc chắn. Thế cho câu tiếp theo đứa tờ này. Không phải Lào. Campuchia Pol Pot này. Pol Pot. Biết là vì chờ lớp cháu ba ở Campuchia mà. Thế đây bạn đang có 10 triệu ở trường thưởng. Nếu trả lời đúng câu số 9, bạn sẽ được cộng thêm 4 triệu nữa. Và vẫn còn sự trả lời. Câu hỏi trị giá 14 triệu. Nhân vật All You Kids trong hai câu thơ All You Kids nhỏ đưa cao súng thẳng một cái lây cây bước cúi đầu là người tỉnh nào? Tỉnh Hải Dương. Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị hay Quảng Ngãi? Khó thế. Là gì có không có. Ó du kích nhỏ cái bức kia. Nghĩ là vòng quy đầu. À. Đứa tưởng là. Ngay từ đầu thì nó đã phân vân giữa phương án A và C. Không phải C. O O còn kịp O đâu. Không nhiều lắm ạ. Đúng. Không phải là tuyệt đối. Mà có nhiều trường hợp là bạn có quyền dừng cuộc chơi nếu bạn muốn. Để bảo vệ không được. Cháu nghĩ là 10 triệu thì chưa đủ. Nhưng mà nó còn cháu nghĩ là 10 triệu chưa đủ.
Thật thà. Sao? Thật thà mà. Thật thà đáng yêu. Trả lời C là đáp án cuối cùng nhỉ? Thôi rồi Lượm ơi. Thôi rồi Lượm ơi.